hiến nhật cho ai? Cháu phải có giấy ủy quyền à? Một tuần nay thì cái lượng người đến đổi cái giấy phép lái xe với một cái số lượng là nó càng ngày nó có một cái độ tăng đột biến ở chỗ Cao Bá Quát. Nó là trong cái trung tâm nội đô Hà Nội thì có lẽ rằng nó ngày mai ngày kia thì nó sẽ giải. Thế quan điểm của sở giải quyết là một khi công dân đã lấy số là mình giải quyết đến hết số, chứ còn không ai phải ra về. Chính vì vậy là có thể rằng là có một số người là 3 giờ chiều mình đến thì dứt khoát là mình lấy cái số nó phải chậm. Thì sở cũng sẵn sàng làm việc là có thể đến 6 giờ hay gì đấy. Bởi vì em nghe thấy thông tin ở trên báo chí là có cái chương trình là đổi 31 tháng 12 là hết hạn, là đổi bằng là phải đổi sang thẻ nhựa PET. Thì em thấy thông tin thì em đi đấy đúng rồi. Tôi đến đây rất là sớm, từ 8 giờ sáng đến giờ mà đến bây giờ mới được giải quyết xong. Tức là tôi tính ra là được khoảng tầm hơn 10 tiếng đợi trong thời gian hoàn thành thủ tục. Cho thêm 5 nữa. Thêm 5 nữa. 5 nữa. Đến năm 2017 đấy. Còn hạn chả phải đổi nữa. Nhưng bây giờ làm đi làm thủ tục đổi rồi thì nói chuyện gì nữa. Đến chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 11 năm 2014 thì Bộ trưởng Bộ Giao thông đã ra một cái thông tư 67 sửa đổi cái khoản 1 điều 15 của cái thông tư 38 về cái việc mà lộ trình để đổi giấy phép lái xe sang cái vật liệu PET dạng thẻ nhựa, đổi từ 31 tháng 12 năm 2014 thì thay đổi lại là thành đến 31 tháng 12 năm 2015 với một cái lý do là để cho các sở và tất cả tăng cường thêm cái cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để thích ứng được cái việc cái nhu cầu đổi.